Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thông tin mới nhất về vụ việc hai người qua đời trong xe ô tô. Công an không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực nào trên cơ thể của hai người trong xe ô tô đang nổ máy và đóng kín cửa ở Thái Nguyên. Ngày 1 tháng 10, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi hai nạn nhân tử vong trong xe ô tô. Qua khám nghiệm, công an không phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực nào trên cơ thể các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu khiến hai người tử vong có thể là do chết ngạt. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 27 tháng 9, cháu DHHT sinh năm 2008 ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên xuống nhà tìm mẹ là chị HTM sinh năm 1985. Tại gara ô tô, bé T phát hiện mẹ đang ngồi tại ghế phụ phía trước trong xe ô tô loại 5 chỗ, đỗ tại gara trong nhà, cửa đóng kín, xe vẫn nổ máy, tại ghế lái có một nam giới. Lúc này bé T nay gọi mẹ không được nên đã chạy lên nhà gọi anh trai xuống xem. Sau đó hai anh em gọi thêm hàng xóm tới kiểm tra thì phát hiện chị M và người đàn ông cùng xe đã tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara nhà chị M thuộc chủ sở hữu là anh S sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên. Khi phát hiện vụ việc ô tô vẫn nổ máy, đóng kín cửa, công an sở tại xác định cả hai người trong xe đã tử vong. Qua xác minh, công an cho biết bà M là góa phụ đang sống cùng hai con nhỏ, ông S đang độc thân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.